chết. Để đâu được thoát. Các bạn ạ. Chúng ta được rồi, được rồi. Chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ review cái cánh đồng này nhá. Các bạn nhìn thấy lúa đẹp không? Bên đây là cái sông bên mình này. Ok nhá. Hy vọng sẽ có cá này. Bắt đầu mình sẽ review từ đây ra cái bờ ao kia. Thông báo ao nếu có được kích rắn mùng. Ok các bạn theo dõi nhá. Ui. Ở đây cũng lắm tôm lắm các bạn. Có khi hôm nào ra đây hớt tôm. Toàn tôm con nhiều à. Các bạn thấy chưa? Đẹp á. Hôm nay nó không có người quay cho mình nhá. Đâm ra mình hơi vất vả chút các bạn. Lại em tụng trứng nữa à. Này, quá đã. Đây con bé này mình cũng nhặt cho các bạn. Chuối. Chuối đây các bạn ơi. Ui giời. Tôm thép quá trời. Cua này mà ra thì bá cháy. Sang bên cái ao này. Trượt quá. Rồi những bèo này. Đây được con rắn. Tuyệt ngay mà mang túi được cơ. Mang phải mang túi đi mà. Ui xa. Quá to các bạn. Đây. Mùng chưa. Cái bá. Cái bá to chưa. Đấy. Hai em này đủ trả lá lốt rồi. Phát được con rắn luôn. Ở đây là lỗ tiếng rắn mùng to các bạn.
cũng say rượu thôi. Mất con cá rồi. Lượn vào đây to quá. Quá trời tôm. Đó, quá trời to. Đây các bạn ạ. Cũng bắt đầu rồi. Điện được tra tròn mất. Đồng mình nhé các bạn nhé. Thank you.
Sụt quá các bạn. Chưa là có bèo nó dựa, giờ nó không còn nó nào nó dựa được bạn. Chết. Để đâu cho thoát các bạn ạ. Chúng ta được rồi, được rồi. Ui. May quá. Được em thứ ta nhá, khủng chưa, lâu lắm rồi được. Ok các bạn, giờ mình sẽ tiếp tục đi ra đồng khác nhá. Ok các bạn.